Hi there. Welcome back to our channel. Our lesson today is lesson 2, unit 7, movies. Student book, I learned small word. Okay? In lesson 2, can you express opinions and exchange information about movies? And the second one, can you use the past simple and activities? Bài hôm nay của chúng ta sẽ là bài 2 trong unit 7 chủ đề movies. Sách tiếng Anh I Learn Small Word. Và trong bài này thì chúng ta sẽ học cách biểu lộ cái quan điểm và chúng ta sẽ trao đổi thông tin về những bộ phim. Ok. Và phần thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ học về phần ngữ pháp, thì quá khứ đơn và những tính từ adjective. Now are you ready? Ready? Let's go. New words. Okay, now the first one, new words. Phần đầu tiên của chúng ta sẽ là phần từ mới. A. Filling the blanks with the opposite adjectives. Listen and repeat. Trong phần này chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với những tính từ trái nghĩa. Ok, với những tính từ trái nghĩa. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Then listen and repeat. Ok, here we have. Ở đây mình có gì? Fantastic là gì nhỉ? Fantastic là thú vị. Funny là hài hước. Great là tuyệt vời. Exciting. Exciting là gì? Exciting là thú vị. Ok. So, here terrible. Terrible does mean kinh khủng. Vậy từ nào sẽ là từ trái nghĩa với terrible, kinh khủng? Fantastic, right? Fantastic là tuyệt vời. Ok, terrible là kinh khủng. Fantastic là tuyệt vời. Ok, and the next one, sad. So, which one is the opposite of sad? Từ nào là trái nghĩa với từ sad? Buồn. Funny, right? Funny, right? Funny, sad là buồn. Funny là vui, ok. And the next one, here we have awful. Là gì? Tồi tệ, đúng không? Awful là tồi tệ. So, which one is the opposite awful? Right, very good. Great. Great là tuyệt vời. Ok, awful là tồi tệ. Great là tuyệt vời. And the last one here we have boring. So which one here? Which one is the opposite here? Yes. Good job everyone. Exciting. Exciting. Okay. Here we have exciting. Boring. Exciting. Nhàm chán. Thú vị. Alright. Very good guys. Now listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và lặp lại nhé. Listen and repeat. 1. Terrible. 2. Fantastic. 3. Sad. 4. Funny. 5. Awful. 6. Great. 7. Boring. 8. Exciting. Okay, remember to repeat the words when you listen. Okay, các bạn hãy nhớ lặp lại những từ này khi mà mình nghe nha. Okay, now B, talk about kinds of movies you like and you don't like using the adjectives. Bây giờ trong phần B chúng ta sẽ nói về những cái loại phim mà em thích và em không thích. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái tính từ ở phía trên. Alright. For example, ví dụ, I think action movies are exciting. Tôi nghĩ là phim hành động, những bộ phim hành động thì là thú vị. Ok, exciting, thú vị, right? Or you can say, I think animated movies are funny. Hay là em nghĩ rằng là những cái bộ phim hoạt hình thì thú vị, vui. Ok, hài hước. Alright. I think horror movies terrible. Ok.
I think science fiction movies are exciting. Okay, exciting or fantastic. Okay, I think tôi nghĩ là em nghĩ là những cái bộ phim khoa học viễn tưởng thì tuyệt vời. Alright. Okay, very good guy. Now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần 2 nha. The second part is reading. A. Tina wrote to movie reviews for her blog. Underline the correct final sentences. Trong phần này, bạn Tina đã viết hai bài nhận xét về phim trên cái nhật ký điện tử của bạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ gạch dưới những cái câu đúng. Now, let's read together. Peter Day. I watched Peter Day yesterday. It was a very sad drama about two sisters. There was no action or adventure in this movie. The story was boring. The sisters just talked all the time. I usually like dramas, but this was terrible. Ở đây bạn Tina nói gì? Tôi đã xem cái bộ phim có tên là Picture Day vào ngày hôm qua. Đó là một cái bộ phim gì? Rất là buồn vì hai chị em không có hành động hay là phiêu lưu trong cái bộ phim này. Câu chuyện thì thật là nhàm chán. Hai chị em thì chỉ nói chuyện suốt. Tôi thì thường thích những cái bộ phim như thế này. Nhưng mà cái bộ phim này thì quá là khủng khiếp. So, don't watch this movie or this was a great movie. Như vậy mình sẽ chốt lại là don't watch this movie là không, đừng có xem bộ phim này or this was a great movie hay là nó là một bộ phim hay. Don't watch this movie, okay? Okay, don't watch this movie, alright? Như vậy là đừng xem bộ phim này, alright? And the second review. Và cái bản nhận xét thứ hai của bạn Tina, okay? Sally's travels, chuyến du lịch của Sally, okay? I saw Sally's travels last week. I don't always like action movies, but this was fantastic. The story showed the hero Sally traveling in Australia, and it was very, very exciting. Sally's were very funny. She fell in the river and I laughed so much. Okay, như vậy là tôi đã xem cái bộ phim có tên là Sally Travels vào tuần trước. Tôi thường là không có thích xem những cái bộ phim hành động, nhưng phim này quả thật là tuyệt vời. Đây là câu chuyện gì? Kể về người hùng tên là Sally đã đi du lịch ở nước Úc và đó là một điều rất rất là thú vị. Sally thì vui tính, hài hước. Sally thì rất là hài hước hay là rất là vui tính. Cô ấy đã rơi xuống sông và đã làm cho tôi cười rất là nhiều. Okay. So, this was terrible or was a fantastic movie. Như vậy mình sẽ chốt lại cái bài review này là đó là một cái bộ phim kinh khủng hay là đó là một cái bộ phim rất là tuyệt vời. Yes, watch a fantastic movie, okay? Okay, what a fantastic movie, what a fantastic movie. Đó là, thật là một bộ phim tuyệt vời. What a fantastic movie là, có nghĩa là, thật là một bộ phim tuyệt vời. Okay, very good guy. Now B, now read the reviews again and answer the question. Trong phần này, trong phần B, chúng ta sẽ đọc lại hai bài nhận xét của bạn Tina về phim trên cái nhật ký điện tử của bạn ấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau. Ok. Alright. Now, number one. What kind of movie was Peter Day? Cái bộ phim có tên là Peter Day là một thể loại phim gì? Thể loại phim gì? Sad drama, right? Bộ phim buồn, ok? Bộ phim nhiều tập buồn, ok? Phim tình cảm buồn, ok? So,
A, a sad drama. A sad drama here. Okay. P today, a very sad drama. All right. Now, number two, what did Tina think about the story? Bạn Tina nghĩ gì về câu chuyện? Boring, right? The story was boring. The story was boring, all right? The story was boring. Now let's see. Okay, it was boring. À, cái câu chuyện này thì buồn, nhàm chán, all right? It was boring. Câu chuyện này thì nhàm chán, okay? Number three, what kind of movie was Sally's Travels? Và cái bộ phim có tên là Sally's Travels, nó là thuộc thể loại phim gì? Nó thuộc thể loại phim gì? Action movie, right? Action movie here. Okay, Sally's Travels is action movies. Như vậy là cái bộ phim có tên là Sally's Travels là một bộ phim thể loại hành động. Okay, so here we can write. Number three, an action movie, right? An action movie. Bộ phim Sally's, cái bộ phim có tên là Sally's Travels, nó thuộc thể loại phim hành động, an action movie. Okay, very good. Now number four, what did Tina think about the story? What did Tina think about the story? Và bạn Tina nghĩ gì về cái câu chuyện này? Câu chuyện Sally's Travels. It was very exciting. It was very, very exciting. Okay. Okay, it was very, very exciting. So here, it was exciting. Như vậy là cái câu chuyện có tên là Sally's Travels thì rất là thú vị. Okay, thì thú vị. It was exciting. Okay. And question number five. What did Tina think about Sally? What did Tina think about Sally? Và bạn Tina thì nghĩ về bạn Sally như thế nào? Tina thì nghĩ gì về Sally? She was very funny, right? She was very funny. Sally was very funny. Okay? Sally was very funny. She was very funny. She was very funny. Cô ấy thì rất là hài hước. Okay, vui tính, hài hước. Alright. We have any new word here? Chúng ta có từ mới nào trong phần đọc này không? No. Okay, now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo nha. Grammar. The third part is grammar. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần 3. Phần grammar là phần ngữ pháp. Alright. A. Listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và lặp lại những từ này nha. Listen and repeat. I watched a horror movie last night. What was it? The Long Night. Was it good? Yes, it was fantastic. All right, I watched a horror movie last night. Okay, tôi đã xem cái bộ phim kinh dị vào tối qua. What was it? What was it? Nó là bộ phim tên gì? The Long Night. The Long Night. Okay. Was it good? Was it good? Tức là nó hay chứ. Phim có hay hay không? Yes, it was fantastic. Yes, it was fantastic. Có, phim này là hay xuất sắc. Okay, phim này là tuyệt vời. Alright. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ để ý nha. Ở đây chúng ta sẽ để ý nè. Last night. Last night. Okay. What? Okay. What was it? Lần này it was good. Okay, chúng ta để ý những cái phần được tô đỏ, được gạch chân.
Ok em, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phần ngữ pháp về thì quá khứ đơn. Past simple with to be, tức là thì quá khứ với dạng động từ to be. Alright, we use the past simple to talk about complete events, states or actions. Thì quá khứ đơn là sao? Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để nói về những cái sự kiện, những cái việc, những cái hành động đã xảy ra và đã hoàn tất trong quá khứ. Alright. Và các bạn lưu ý nè, động từ to be ở thì quá khứ sẽ được chia theo chủ ngữ. Chủ ngữ là I, he, she, it. Thì động từ to be sẽ là was. Chủ ngữ là you, we, they. Thì động từ to be sẽ được chia là were. Ok. Khi ở dạng phủ định thì sẽ là was not. Mình sẽ viết tắt là wasn't. Hoặc là were not. Và sẽ được viết tắt là weren't. Ok. Alright. Nó hơi khác với ở thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn với động từ to be thì chủ ngữ của nó he, she, it thì là được chia là e. Chủ ngữ là you, we, they thì sẽ là are. Riêng I, chủ ngữ là I thì sẽ là I am. Ok. Nhưng mà trong thì quá khứ mình sẽ chia ra hai động từ to be, đó là was và were. Ok. Was thì là cho chủ ngữ là I, he, she, it. Và chủ ngữ là you, we, they thì sẽ là were. Ok. Were. I was happy. He was happy. She was happy. It was happy. Ok. Chủ ngữ là you thì sẽ là you were sad. Bạn buồn. We were sad. Chúng tôi đã buồn. Or they were sad. Ok. Now here, look at this sample. Chúng ta sẽ nhìn vào những ví dụ sau. What was the movie? What was the movie? It was great day. À, cái bộ phim đó là gì thế? Ok, cái bộ phim đó là gì thế? Ta có chủ ngữ là the movie. The movie là singular noun. It's a singular noun. So we use was. Như vậy là chủ ngữ là I, he, she, it, singular noun. Hoặc là danh từ số ít thì chúng ta động từ to be sẽ được chia là was. Ok, chủ ngữ là you, we, they, plural noun. Hoặc là danh từ số nhiều thì động từ to be sẽ được chia là were. Ok. Was it good? Chủ ngữ là it nè, thì là sẽ là was. Was it good? Nó hay chứ. Yes, it was. No, it wasn't. Alright. How was the movie? Cái bộ phim này thì như thế nào? It was terrible. Nó thì kinh khủng. Chủ ngữ là they thì sẽ là were. Were. Where were they? Họ thì ở đâu? They were in the movie theater. Họ thì ở trong rạp chiếu phim. Were they happy? Họ hạnh phúc chứ? Họ vui chứ? Yes, they were. Okay. Or no, they weren't. Alright. Or what time were the movies on? Bộ phim, những cái bộ phim này sẽ được khởi chiếu vào lúc mấy giờ? They were on at 6 p.m. and 10 p.m. Chúng được khởi chiếu hay là chiếu vào lúc 6 giờ tối hoặc là 10 giờ đêm. 6 giờ tối hoặc là 10 giờ tối. Alright. Ok. Như vậy, dấu hiệu để nhận biết là gì? Dấu hiệu để nhận biết. Ok. Trong câu mà có những cái từ như là yesterday, ago, last. For example, last night, last week, last month, last year. In the park, in the day before. Ok. Hoặc là những cái từ hoặc là với những cái khoảng thời gian đã xảy ra trong ngày như là today, this morning,
this afternoon just now. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Alright. Tóm lại là chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn là để nói về những sự kiện, những cái sự việc, những cái hành động đã xảy ra trong quá khứ, đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ. Ok, đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ. Và công thức của thì quá khứ đơn đối với động từ to be là gì? Chủ ngữ là I, he, she, it. Thì động từ to be sẽ được chia là was. Chủ ngữ là I, he, she, it, a singular noun là những danh từ số ít á, thì động từ to be sẽ được chia là was. Đối với chủ ngữ là you, we, they, a plural nouns hay là những cái danh từ số nhiều thì động từ to be ở đây sẽ được chia là were. Ok. Ở thể phủ định thì sẽ là ta thêm not sau was hoặc là were. Ok. Và chúng ta sẽ viết tắt là wasn't hoặc là weren't. Alright. Now let's move on. B. Circle the correct verbs. Bây giờ trong phần này chúng ta sẽ khoanh tròn những cái động từ đúng. Number one, I loved the movie. Is fantastic. Was or wasn't. Tôi yêu cái bộ phim này. Như vậy là bộ phim này thì là tuyệt vời hay là không tuyệt vời? Was. Ok. Tôi yêu bộ phim này. Bộ phim này thì tuyệt vời. Ok. It was fantastic. Ok. Now number two. What was or were it? Chủ ngữ là it thì động từ to be sẽ được chia là was. Ở thì quá khứ đơn. Ok. Ở thì quá khứ đơn. Chủ ngữ là it, he, she hoặc là singular nouns, những danh từ số ít, thì động từ to be sẽ được chia là was. Was. Alright. Was. What was it? Nó thì như thế nào? Ok. Number three. The movie really exciting. You should go and see it. Cái bộ phim này thì thật là thú vị. Bạn nên đi xem. Bạn nên đi và xem nó. Bộ phim này thì thật sự thú vị. Bạn nên đi và xem nó. Như vậy ở đây ta có gì? Was or wasn't. Ở đây ta sẽ chọn là was. Ok, tại vì ở đây nó nói gì? Theo nghĩa đúng không? Bộ phim này thì thật sự là thú vị. You should go and see it. Tức là bạn đến, bạn nên đi và xem cái bộ phim này. Number 4. Where you yesterday was or were. Which one? Chủ ngữ là you, đúng không? Chủ ngữ là you, we, they, or plural nouns. Danh từ số nhiều thì ở quá khứ, động từ to be sẽ được chia là were. Ok, where were you yesterday? Bạn ở đâu vào ngày hôm qua? Number 5. They at the movie theater was or were. Which one? Were. Ok. Chủ ngữ là they. Thì động từ to be sẽ được chia là were. Ở thì quá khứ. Ok. So number 6. What time was or were is on? Nó khởi chiếu vào lúc mấy giờ? Ở đây ta có chủ ngữ là it. Thì sẽ chọn là was hay là were. Was. Ok. Chủ ngữ là it. Thì chúng ta sẽ chia động từ to be là was ở thì quá khứ. Ok. Very good guy. Now let's check. Well done. Now let's move on. Now, see, look at the table and complete the dialogue. Chúng ta sẽ nhìn vào bảng và hoàn tất cái đoạn hội thoại sau. Ok. Now here we have. Now, sit. What was the movie you saw? Tức là bạn đã xem phim gì? Ok, bạn đã xem phim gì? Bộ phim mà bạn đã xem là gì? Nó có tên là gì? It was the Great Bananas. It was the Great Bananas. Nó là bộ phim có tên là The Great Bananas. Ok, now see. Was it good? Nó hay chứ? Was it good? Nó hay chứ?
thì mình sẽ nói như sao? Very funny. Okay, very funny. Yes, it was very funny. Có, nó rất là hài hước. What time was it on? What time was it on? Tức là nó đã khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 4:45 p.m. Right? 4:45 p.m. It was on at 4:45 p.m. Nó đã khởi chiếu vào lúc 4:45 chiều. Okay? Nó đã khởi chiếu vào lúc 4:45 chiều. Sit. What were the movie you saw last week? What were the movies you saw the last week? Bạn đã xem những cái bộ phim nào tuần vừa qua? Bạn đã xem những cái bộ phim nào tuần vừa qua? Hay là tuần trước bạn đã xem những cái bộ phim nào? Hay là những cái bộ phim gì mà bạn đã xem trong tuần trước? Ok, những cái bộ phim nào bạn đã xem trong tuần trước? Time 7 and Earth Life. Time 7 and Earth Life. They are Time 7 and Earth Life. À, bộ phim có tên là Time 7 the Earth Life. Okay, how were they? Và chúng thì như thế nào? Exciting. Okay, exciting. They thì sẽ là they were exciting. They were exciting. Okay. What time were they on? What time were they on? Chúng khởi chiếu vào lúc mấy giờ? They are on at 7:30 p.m. and 9 p.m. Right? They were on at 7:30 p.m. and 9 p.m. Chúng khởi chiếu vào lúc 7:30 tối và 9 giờ tối. Ok. Như vậy, chủ ngữ là it. He, she, it. Hoặc là I, hoặc là singular nouns. Danh từ số ít thì động từ to be sẽ được chia là was. Alright. Chủ ngữ là they, you, we, or plural nouns. Chủ ngữ là they, we, you hay là danh từ số nhiều thì động từ to be sẽ được chia là were. Khi câu đó ở dạng quá khứ. Ở dạng quá khứ thì quá khứ. Ok. Right, now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo. D, now practice the conversation with your partner. Now practice the conversation with your partner. Trong phần này chúng ta sẽ thực hành cái cuộc hội thoại với các bạn của em nhé. Ok, now let's move on. The next part. The next part is pronunciation. Chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo. Phần thứ tư là phần phát âm pronunciation. Phần phát âm, ok. A, stress the first syllable for most two-syllable adjectives. A, stress the first syllable for most two-syllable adjectives. Tức là chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào cái vần đầu tiên đối với những tính từ có hai âm tiết. Ok. Như vậy là những tính từ có hai âm tiết thì thường chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào vần đầu tiên. Alright. Now B. Listen to the words and focus on the underlined letters. Listen to the words and focus on the underlined letters. Trong phần này chúng ta sẽ lắng nghe những cái từ sau và tập trung vào những cái chữ cái được gạch chân nhé. Phần này chúng ta sẽ lắng nghe những cái từ sau và tập trung vào những chữ cái được gạch chân. Ok, here. Ok, now listen. Listen to the words and focus on the underlined letters. Awful. Boring. Action. Ok, awful. Ok, đây là tính từ có hai âm tiết. Awful. A là một âm tiết,
Full là âm tiết, là âm tiết thứ hai. Hay boring, bore là một âm tiết, ring là hai âm tiết. Or as shun, as là một âm tiết, shun là hai âm tiết. Ok, như vậy là với những tính từ mà có hai âm tiết thì thường chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào vần đầu tiên nhé. Awful, đó thì trọng âm đầu tiên chúng ta sẽ đọc mạnh hơn, rõ hơn. Awful. Ok, boring, absent. Ok, now see, listen and cross out the ones with the wrong word stress. Listen and cross out the one with the wrong word stress. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và gạch bỏ cái từ mà có cái phần trọng âm sai nhé. Now listen. Listen and cross out the one with the wrong word stress. Funny. Horror. So which one is wrong here? So which one is incorrect here? The first one, right? Funny, no. Funny, funny, funny. Okay. You say funny, no. Okay. Horror, right? D. Read the words with the correct stress to a partner. Read the words with the correct stress to a partner. Bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái từ này với cái trọng âm đúng. Ok. Now, listen. Now, say. Awful. Boring. Absent. Funny. Horror. Ok. Như vậy là các bạn lưu ý và để ý trong bài này là đối với những tính từ mà có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ được nhấn vào vần đầu tiên. Đó. Tức là chúng ta sẽ đọc nhấn mạnh vào vần đầu tiên, đọc rõ mạnh vào vần đầu tiên, giọng đi lên. Awful. Ok, giọng của ta sẽ đi lên. Awful. Boring. Funny. Horror. Now, let's move on. The next part is practice. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần tiếp theo, đó là phần practice, là phần thực hành. A. Practice the conversation using the information below, swap roles and repeat. Trong phần này, chúng ta sẽ thực hành cái cuộc hội thoại sau, sử dụng những thông tin bên dưới. Sau đó chúng ta sẽ đổi vai và lặp lại nhé. Now, Rosie. Hey, Dad, I watched a drama last night. Chào Tess, mình đã xem một cái bộ phim vào tối qua. Dad, what was this? Nó là bộ phim tên gì? Rosie, it will remember you. Nó là cái bộ phim tên là Remember You. It will remember you. Dad, was it good? Nó hay chứ? Rosie, yes, it was wonderful. Nó rất là thú vị. Tuyệt vời. Ok, Dad. What time was it on? Nó khởi chiếu vào lúc mấy giờ? Rosie, it was on at 7:30 p.m. Nó đã khởi chiếu vào lúc 7:30 tối. Ok, so here you had some adjectives. Awful, boring, great, exciting, terrible, fantastic, sad. And here you had some information about the movie. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có một số cái bộ phim gì? Bộ phim có tên là Robertson. Nó là thể loại phim science fiction, phim khoa học viễn tử. Nó khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 8:30 a.m. Khởi chiếu vào lúc 8:30 sáng. Hay là ta có bộ phim gì tiếp theo? Mighty Man. Mighty Man. Bộ phim có tên là Mighty Man. Là thể loại phim gì? Action movie. Phim hành động. Khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 12:12 p.m. 12 giờ trưa. Ok. And the next one is The House on. The House on Black Street. À, tiếp theo là cái bộ phim có tên là The House on Black Street. Và đây là thể loại phim gì? Horror movie. Bộ phim kinh dị. Khởi chiếu vào lúc mấy giờ?
10 p.m. 10 giờ tối. And the next one we have Teddy Bears. Teddy Bears, bộ phim có tên là Teddy Bears. Thể loại bộ phim này là gì? What kind of movies is this? Animated movies. Nó là thể loại phim hoạt hình. Khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 10 a.m. 10 giờ 10 sáng. And the next one, Dark School. Bộ phim có tên là Dark School. Thể loại phim này là gì? Comedy. Right, comedy. Phim kịch. Ok. Nó khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 1 p.m. 1 giờ chiều. Ok. And the last one, here we have Happy Family. Bộ phim có tên là Happy Family. Nó là thể loại phim drama. Phim tình cảm. Phim bộ. Phim nhiều tập. Ok. Khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 9:30 p.m. 9 giờ 30 tối. Ok. Now, I am a Rosie. I am Rosie. You are Ted. Cô sẽ đóng vai bạn Rosie. Bạn sẽ là đóng vai bạn Ted nha. I'm first. Ok. Hey Ted, I watched a science fiction this morning. It was Robotron's. Yes, it was exciting. It was on at 8:30 a.m. Okay, now swap roles. You are Rosie and I am Beth. What was this? Was it good? What time was it on? Okay, very good guy. You can do it with your partner using the information below. All right, now B, practice with your own ideas. Trong phần B, chúng ta sẽ thực hành theo những cái ý tưởng của mình nhé. Ok, tức là ngoài những thông tin ở trên thì mình sẽ có những ý tưởng về những cái bộ phim nào đó, thể loại phim nào đó đã khởi chiếu vào lúc mấy giờ đó. Và sau đó thì các bạn sẽ lên ý tưởng và thực hành với bạn của em nhé. Alright, very good guys. Now let's move on. The last part is speaking. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua phần cuối cùng, đó là phần speaking, phần nói. Alright. What was on at the movies? Ok. Những cái phim gì thì đã được. What was on at the movies là có những phim nào đã được công chiếu. Có những cái bộ phim nào đã được chiếu. Ok. And remember, start the conversation in a friendly way. Start the conversation in a friendly way. Để bắt đầu một cuộc hội thoại một cách thân thiện với các bạn của mình thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Hey, do you wanna go? Hey, do you wanna watch? Hey, do you wanna go something? Go somewhere? Ok, như vậy là để bắt đầu một cái cuộc hội thoại một cách thân thiện với các bạn của mình thì mình sẽ bắt đầu bằng gì? Hey, do you want to? Hey, do you want to? Ok. Now, A, you love watching movies. Student B, pay 125.511. Student A, talk to student B and complete the table with their answer. Swap roles. Student A, pay 125.53. Ok. Trong phần A, bạn thì thích xem phim. Bạn thích xem những cái bộ phim. Bạn học sinh B sẽ trang 125 file 11 nhé. Bạn học sinh A sẽ nói với bạn học sinh B và sau đó thì chúng ta sẽ hoàn tất cái câu trả lời vào phiếu bảng đây. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ đổi vai. Học sinh A thì sẽ ở trang 121 file 3 nhé. Now let's see. Here, what was on at the movies? Những bộ phim nào đã chiếu?
Student B, look at the pictures of the movie's posters below and write down what you think they are like under each picture. Answer student A question, swap rows and turn back to page 59. Complete the table with student's answers. Ok, bạn học sinh B thì sẽ nhìn vào những cái bức tranh dưới những cái bản poster phim bên dưới và sẽ viết lại những cái gì mà họ thích dưới mỗi bức tranh. Bạn học sinh A. Và sẽ trả lời câu hỏi của bạn học sinh A. Ok, swap roles and turn back to page 59. Tức là sau đó mình sẽ đổi vai và quay trở lại với trang 59 và hoàn tất cái bảng với câu trả lời của bạn A. Ok, ở đây mình nhìn vào bức tranh đầu tiên, Playtime, là bộ phim có tên là Playtime. Đây là thể loại phim gì? Animated. Ok, animated movie là loại phim hoạt hình. Được chiếu vào lúc mấy giờ? 10 a.m. 10 giờ thứ năm. And the second movie is Future Fight. Bộ phim này có tên là Future Fight. Là thể loại phim gì? Science fiction. Nó là phim khoa học viễn tưởng. Nó được công chiếu vào lúc mấy giờ? 6 p.m. Sunday. Nó được chiếu vào lúc 6 giờ tối chủ nhật, vào ngày chủ nhật đấy nha. And the third one is Bull Fight. Và bộ phim thứ ba có tên là Bull Fight. Ok, đây là thể loại phim gì? Action movie, phim hành động. Và nó được công chiếu vào lúc mấy giờ? 9 giờ sáng thứ sáu. And the last one, My Life. Và thứ tư là nhìn vào bức tranh, nhìn vào cái poster thứ tư thì ta thấy bộ phim này có tên là My Life. Bộ phim này thuộc thể loại phim gì? What kind of movie is this? Drama. Bộ phim nhiều tập. Ok, bộ phim theo tình lãng mạn. Ok, nhiều tập. Khởi chiếu vào lúc mấy giờ? 3 p.m. Friday, tức là vào lúc 3 giờ thứ sáu. Ok. For example, A. Ví dụ bạn A hỏi sao? What kind of movie did you watch this morning? Ví dụ như bộ phim nào bạn đã xem vào sáng nay? Thì bạn B sẽ trả lời sao? Sáng nay thì có phim gì? Playtime. I watched an animated movie. Sáng nay mình đã xem bộ phim hoạt hình. Thì bạn A sẽ hỏi tiếp sao? What was the name of movie? Tên cái bộ phim đó là gì? Thì bạn B sẽ trả lời sao? It was Playtime. Bộ phim đó tên là Playtime. Ok. Bạn A sẽ hỏi tiếp sao? How was it? Nó thì như thế nào? Ok. What did you think about this movie? Hay là bạn nghĩ gì về cái bộ phim đó? Thì bạn B sẽ trả lời sao? It was funny. It was funny. Nó hay. It was exciting. Hay là nó thú vị. It was fantastic. Nó tuyệt vời. Etc. Ok. You can do the same for the rest. Và các bạn làm tương tự cho những cái poster phim còn lại. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi vai. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi vai. Ok. Bây giờ trong phần này thì bạn A sẽ nhìn vào những cái bức tranh và ghi lại những cái gì mà bạn nghĩ về mỗi cái bức tranh này. Ví dụ như bức tranh đầu tiên, comedy. Ok. Ở cái bức tranh đầu tiên thì đây là thể loại phim gì? Comedy, phim hài kịch, đúng không? Tên bộ phim là gì? Dark Disaster. Tên bộ phim nó tên là Dark Disaster. Bộ phim này khởi chiếu vào lúc 9 giờ. 9 a.m. Thursday. Ok. The second one, Action. Sundown Riders. Bộ phim thứ hai là thể loại phim action movie, phim hành động. Tên bộ phim là gì? Sundown Riders. Và khởi chiếu vào lúc 7 p.m. Thursday. Khởi chiếu vào lúc 7 giờ tối. Ok. Bạn Bi sẽ hỏi những câu hỏi như là What kind of movie did you watch last night? What kind of movie did you watch or did you see last night? Thì bạn A sẽ trả lời sao? I watched action movies. Ok, I watched an action movie là mình đã xem một bộ phim có tên là mình đã xem bộ phim hành động. Thì bạn B sẽ hỏi tiếp sao? What was the name of movie?
tên bộ phim đó là gì? What was the name of movie? Thì bạn A sẽ trả lời sao? It was Sundown Riders. It was Sundown Riders. Bộ phim đó có tên là Sundown Riders. Ok, bạn B sẽ hỏi tiếp sao? How was it? Nó thì như thế nào? Or what did you think about this movie? Hay là bạn nghĩ gì về bộ phim này? Thì bạn B sẽ nói sao? It was funny, hài hước, it was exciting, hay là nó thú vị, it was terrible, hay là nó kinh khủng, it was fantastic, hay là nó tuyệt vời, it was boring, hay là nó nhàm chán, it was great, hay là nó tuyệt vời. Alright, you can do similar for the rest. Và các em sẽ làm tương tự đối với những cái poster phim còn lại nhé. Okay. Alright. We stop here. Alright. Okay. Sau khi mà chúng ta hoàn tất thì chúng ta sẽ điền vào bảng bên đây. Okay. Như vậy là vào sáng ngày hôm qua thì là gồm có những cái bộ phim gì? Okay. Thể loại phim đó là gì? Và các bạn hãy đánh giá bộ phim đó như thế nào? Funny, exciting hay là boring, etc. Tối qua thì có những cái bộ phim gì? Thể loại phim đó là gì? Và các bạn ấy đánh giá cái bộ phim đó thì như thế nào? Ok. This morning, vào sáng nay thì có cái bộ phim gì? Thể loại phim gì? Bộ phim đó được đánh giá như thế nào? Hay là chiều nay, bộ phim tên là gì? Thể loại phim là gì? Và được đánh giá là như thế nào? Ok, thì các bạn sẽ hoàn tất cái bảng này nha. Alright, we stop here. Thank you so much for your listening and see you next video.